Là chị em thân thiết, nhưng chắc chắn Việt Hương sẽ không dự đám cưới của Trường Giang vì lý do tế nhị này. Biết được lý do Việt Hương không đi dự đám cưới của mình, Trường Giang sẽ nghĩ thế nào? Theo thông tin được biết, Trường Giang và Nhã Phương sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những thông tin về khách mời, địa điểm tổ chức đám cưới vẫn được cặp đôi giấu kín như bưng. Khách mời của cặp đôi chắc chắn rất đông anh chị em nghệ sĩ và Việt Hương là một trong những người chị em thân thiết trong làng hài với Trường Giang và chắc chắn sẽ có tên trong danh sách mời. Nhưng có lẽ nữ danh hài sẽ không đi dự đám cưới của đàn em vì một lý do mà không phải ai cũng biết. Trước đó, trong đám cưới của nam ca sĩ Đình Bảo vào đầu năm 2017, Việt Hương được nhờ giúp đỡ trong phần trò chơi vì quá phấn khích khi đã lâu không dự buổi tiệc nào mang tính gia đình nên cô đã không kiềm chế được bản thân và nói những lời được cho là tục tĩu, làm mất hình ảnh của chính mình. Vì điều này nên nghệ sĩ Hương Lan đã bỏ về nửa chừng và chia sẻ trên Facebook những bức xúc về cách diễn hài dung tục của Việt Hương và Hoài Tâm. Việt Hương bị bậc tiền bối chê diễn dung tục trong đám cưới. Sau đó Việt Hương phải lên tiếng thừa nhận lỗi lầm. Sau sự việc này, Việt Hương đã tự viết thư tay xin lỗi, tự nhận sai và còn hứa là sẽ không tham gia vào các buổi tiệc trong vòng 2 năm. Nói như vậy thì đám của Trường Giang và Nhã Phương khả năng vắng mặt của Việt Hương rất cao. Đồng thời, cô viết thư tay bày tỏ nỗi lòng mình và hứa 2 năm tới sẽ không đi dự tiệc nữa. Như thế này thì Việt Hương khó mà có mặt trong đám cưới của Trường Giang được. Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ cho các Phượng, còn đây là căn nhà mẹ đẻ đang sống ở quê. Mẹ của nam diễn viên hiện đang sống tại Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Yêu nhau 8 năm, Kiều Minh Tuấn sẵn sàng dành cho bạn gái lớn tuổi hơn mình, nghệ sĩ Cát Phượng những điều tốt đẹp nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước khi được thành công vang dội với Em Chưa 18, anh đã sẵn sàng chi tiền tỷ ra để mua nhà tặng cô. Đó là một căn chung cư có giá khoảng 3 tỷ đồng. Nam diễn viên đã đi vay ngân hàng 2 tỷ nhưng cũng sắp trả xong. Khi được hỏi có phải nhờ vào cát xê Em Chưa 18 hay không, anh trả lời rằng nhờ nhiều phim cộng lại, lúc trước đóng phim tôi có hay hùng vào chi phí sản xuất để chia doanh thu, sau này cho vui, khoảng 1% gì đó. Nhưng lúc đó tôi lo cho căn nhà nên hết tiền để góp vào phim. Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng sống hệt như một gia đình từ nhiều năm nay. Con trai riêng của Cát Phượng với chồng cũ Thái Hòa rất yêu mến Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn mua nhà tiền tỷ cho bạn gái, còn dưới đây chính là căn nhà mà mẹ anh đang sống tại quê nhà ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nam diễn viên kể chuyện mẹ tự tay gói những bọc quà để trang trí nhà dịp Tết. Tuy chỉ có thể nhìn một góc độ nhưng có thể thấy căn nhà khá đơn sơ và rộng rãi. Kiều Minh Tuấn dẫn mẹ đi xem Em Chưa 18. Nam diễn viên kể chuyện dẫn mẹ đi mua lò nướng và dàn karaoke. Sau bao sóng gió, Kim Tử Long hạnh phúc bên vợ thứ ba trẻ đẹp và con trai bé nhỏ. Ít ai biết, Kim Tử Long có 5 người con, 3 gái, 2 trai. Trong đó, con gái lớn của anh đã lấy chồng, còn con trai út với vợ thứ ba của anh giờ đang học mẫu giáo. Kim Tử Long là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam. Anh sinh năm 1966, đến nay đã ở tuổi 51. Sự nghiệp rạng rỡ, được nhiều người hâm mộ, nhưng đường tình duyên của Kim Tử Long khá lận đận. Anh trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 5 người con, 3 gái, 2 trai. Trong đó, con gái lớn của Kim Tử Long vừa lấy chồng. Hiện tại, nam nghệ sĩ sống cùng người vợ thứ ba là nghệ sĩ Trinh Trinh và con gái nhỏ. Năm 32 tuổi, Kim Tử Long kết hôn với em gái ruột một cầu thủ bóng đá nổi tiếng lúc bấy giờ. Tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắc được rất nhiều người ủng hộ, tuy nhiên lại không có kết cục tốt đẹp. Kim Tử Long tiết lộ hôn nhân tan vỡ là do anh quá mải mê với công việc, thường xuyên đi lưu diễn xa nhà và không dành thời gian cho gia đình. Anh nghĩ rằng chỉ cần mang thật nhiều tiền về nhà là đã làm tròn trách nhiệm. Những mâu thuẫn nảy sinh và sự khác biệt trong suy nghĩ của hai vợ chồng khiến hôn nhân đổ vỡ. Sau đó, Kim Tử Long tiếp tục kết hôn lần hai, tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng kéo dài không lâu. Đến khi kết hôn với nghệ sĩ Trinh Trinh, nam tài tử mới tìm được bến đỗ thật sự. Được biết, Trinh Trinh cũng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Có lẽ vì làm cùng nghề với chồng nên chị dễ dàng thấu hiểu và cảm thông với nghề nghiệp của chồng hơn. Sau này, khi nhìn lại những sóng gió của cuộc đời mình, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết,
Tôi mang ơn khán giả đã thương yêu, tha thứ cho tôi nhiều cơ hội để vượt qua sóng gió, sống xứng đáng với tình thương của công chúng. Ai cũng có những lúc bồng bột hiếu thắng, nghệ sĩ cũng trẻ, đôi lúc cái tôi quá lớn của mình đã làm cho mình gục ngã. Nhưng tôi là người biết lắng nghe, biết cảm thông và biết chia sẻ, cho nên tôi vượt qua và tiêu hóa nỗi buồn cũng nhanh. Về hôn nhân thì đã là tập thứ 3 rồi. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, tôi chính thức làm ông xuôi, gả chồng cô con gái lớn và rồi tôi sẽ là ông ngoại. Nhanh quá, mới ngày nào còn được gọi là cáp trẻ thì nay đã đứng vào hàng ngũ những nghệ sĩ có xuôi gia. Nghệ sĩ hay bất cứ ngành nghề nào khác, muốn gia đình hạnh phúc thì bản thân người cha, người chồng phải có trách nhiệm và sống làm gương cho con cái noi theo. Sau nhiều dâu bể, tôi sống chậm hơn, suy nghĩ rất kỹ trước khi nói điều gì, làm việc gì, liệu lời nói việc làm ấy có thể làm tổn thương người khác hay không. Với sự nghiệp, tôi biết cách từ chối, không cả nể như lâu nay cứ sợ người khác buồn mà lao tới, nhận bừa rồi hiệu quả không tốt. Không phải mẹ chồng, mẹ vợ mới là cửa ải khó khăn để Kevin Khánh cưới Khởi My. Dường như Kevin Khánh không quá khó khăn trong việc chinh phục tình cảm của má Năm, mẹ Khởi My. Kể từ khi làm lễ đính hôn rồi sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới, hưởng tuần trăng mật sớm, Khởi My và Kevin Khánh luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Ai ai cũng mong ngóng đến ngày cặp đôi tổ chức đám cưới. Nếu Khởi My liên tục nhận được sự yêu thương từ mẹ chồng, mẹ của Kevin Khánh thì không ít fan lại hài hước đùa nam ca sĩ sẽ phải làm gì để lấy lòng mẹ vợ má Năm. Bởi nhiều năm qua, dù đi đâu làm gì, bà luôn luôn bên cạnh hiện diện trên mọi bước đường thành công của con gái. Dù thiếu vắng tình thương của cha, nhưng rõ ràng Khởi My vẫn ngập tràn hạnh phúc bên má Năm. 10 năm vào nghề, thành công hay thất bại, thì dòng ca người yêu cũ vẫn có bóng dáng của mẹ bên cạnh. Mẹ vừa là tổng quản, trợ lý, kim luôn bấm đĩa, làm bạn thân thiết của Khởi My. 10 năm nay, cứ mỗi lần con gái đi diễn là mẹ lại chuẩn bị trang phục, phụ kiện rồi đưa con tới tận sân khấu. Những lúc đợi Khởi My, má Năm lại ngồi kiểm tra lại sổ sách, xếp lịch diễn cho con gái rồi thỏa thuận cát xê. Khởi My cũng thường xuyên tâm sự, san sẻ với mẹ những câu chuyện trong công việc, cuộc sống và tình yêu. Ở tuổi 60, có lẽ đến lúc má Năm được nghỉ ngơi phần nào khi cô con gái bé bỏng Khởi My đã tìm được tình yêu đích thực, bến đỗ hạnh phúc bên Kevin Khánh. Rõ ràng từ khi quen nhau đến lúc quyết định về chung một nhà cũng phải gần 4 năm thử thách với anh chàng Kevin Khánh. Trong chuyện tình cảm, tôi chỉ góp ý với My là tuổi này chưa chín chắn còn bồng bột lắm. Bạn bè cùng trang lứa với My yêu rồi cưới, rồi 2-3 năm lại ly dị, rồi có chuyện vợ có bầu, chồng lại đi lăng nhăng vì còn trẻ mà, dễ đứng núi này trong núi nọ. Thanh niên bây giờ không như xưa, họ quen cho vui chứ không nghĩ tới trách nhiệm. Vì thế tôi khuyên My để đến khi độ chín chắn thì hãy quen bạn, tìm hiểu 1-2 năm rồi xây dựng gia đình. Khuyên thì khuyên vậy, chứ nhiều nhân vật trong showbiz mẹ cũng theo sát mà vẫn lầm đường lạc bước ra đấy. Quan trọng là con có nghe lời không thôi. Má Năm từng chia sẻ về tình yêu của con gái. Dường như chỉ yêu Khởi My chưa đủ, có lẽ Kevin Khánh phải thực sự hiểu và thông cảm cho cuộc sống, gia đình của bạn gái. Đặc biệt, muốn cưới Khởi My, chắc chắn nam ca sĩ phải vượt qua được cửa ải má Năm. Điều này hoàn toàn không hề khó khăn với Kevin Khánh chút nào. Nam ca sĩ từng tiết lộ câu chuyện vui trong một buổi giao lưu. Có lần hẹn Khởi My đi xem phim, nhưng thay vì chỉ mua một cặp vé như nhiều cặp đôi, tôi đã quyết định mua đến 3 vé xem phim. Dĩ nhiên, khi tới rạp, thấy Khởi My nhí nhảnh đến rạp cùng mẹ, thế là cả ba vui vẻ vào rạp xem phim. Chỉ qua câu chuyện ngắn, chúng ta có thể thấy được tình cảm, sự tinh tế của Kevin Khánh đối với Khởi My cùng má Năm, và đó cũng là phần nào lý do anh chinh phục hoàn toàn trái tim bạn gái. Dù sân bay hay đi diễn, má Năm đều xuất hiện bên cạnh Khởi My và Kevin Khánh. Có vẻ muốn đi chơi riêng với Khởi My cũng khó. Má Năm như người bạn đặc biệt của cặp đôi. Tuy nhiên, thi thoảng mẹ vẫn tạo cơ hội cho hai con thân thiết với nhau. Kevin Khánh rất biết quan tâm đến má Năm. Má Năm và má Vân, mẹ của Kevin Khánh tiếp thêm sức mạnh cho hai con. Hai mẹ thông giao rất thân thiết với nhau. Khởi My được mẹ chồng hết lòng yêu thương. Lời hứa của Đặng Hữu Nghị, người cha có hai con bị bại não. Anh Đặng Hữu Nghị, người một mình nuôi hai con bại não, nổi tiếng qua clip gà trống nuôi con, hứa sẽ sống tốt và sử dụng số tiền những người trao tặng hợp lý.
Sau khi anh Đặng Hữu Nghị đứng ra xin lỗi Mạnh Thường Quân và người vợ cũ về việc cường điệu hoàn cảnh gia đình để lấy Ni Đức mất, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chung tay hỗ trợ anh. Sáng ngày 20 tháng 5, căn nhà nhỏ của anh tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông đúc người. Phía ngoài đường ô tô, xe máy ra vào liên tục, mặc dù mọi người đều biết câu chuyện lâu nay, báo chí đăng tải không hoàn toàn chính xác. Gặp mọi người, anh Nghị cho biết, kể từ lúc vợ của anh xuất hiện, cuộc sống ba cha con bắt đầu đảo lộn. Đặc biệt, điện thoại của anh nhận được rất nhiều lời dọa giết và đề nghị anh phải trả lại tiền cho tất cả Mạnh Thường Quân. Có người dọa sẽ đến tận nhà và chém nếu không dọn đi nơi khác. Giờ tôi rất lo lắng cho cuộc sống của mình. Anh Nghị nói và mong muốn hãy trả lại cho anh cuộc sống bình yên, cầu mong khi anh ra đường không ai đánh đập. Nghe lời tâm sự của anh Nghị, một Mạnh Thường Quân hứa sẽ liên hệ công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để nhờ pháp luật bảo vệ xử lý người đe dọa. Tuy nhiên, Nghị cảm ơn và từ chối. Anh Nghị cho biết, người nhắn tin hăm dọa lấy mạng anh đã tự khóa SIM. Cũng tại đây, nhiều Mạnh Thường Quân đã bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của cha con anh Nghị. Nhiều người đã động viên anh sống tốt và chăm sóc hai con khỏe mạnh. Trong đó có bà Thúy Nguyễn, Việt Kiều Úc đã đến nắm chặt tay anh và gửi tặng 300 đô và khuyên anh cần tôn trọng sự thật. Cầu mong sau sự cố này, anh sẽ nhận thức đầy đủ về điều đó và tự điều chỉnh hành vi của mình. Nói dối, nói quá về vợ của mình là không đúng. Sau đó, bà Thúy Nguyễn quay sang nói với những người xung quanh, ai muốn hỗ trợ tiền, hãy giúp đỡ anh Nghị, vì sao anh cũng lấy đó để nuôi bản thân, chăm hai con. Nhưng không vì vậy xã hội ghét bỏ anh, dù sao anh cũng là người cha mẫu mực. Xúc động trước tấm lòng bao dung, sự chia sẻ ấm áp của mọi người, anh Nghị hứa sẽ không phụ lòng họ, những nhà hảo tâm đã dang rộng vòng tay với cha con anh.